afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi mù với một cái bộ trang phục Logic Bat rất là lạ kỳ của bà mù luôn. Cầm một cái cây đinh ba chĩa ra. Hunter mà có quá đáng quá là cái que này sẽ thu thai luôn đó nha. Làm cho Hunter phải choáng váng say sợ mặt mày. Nếu như mà Hunter đứng ở gần càng gần thì cái tốc độ, cái hiệu ứng của cái cây gậy đập ra thì sẽ gây ra càng cao. Cho nên là mọi người cứ tranh thủ thấy Hunter mà có leo ván, lau kiếm hay là nhảy cửa sổ thì hẳn đập gậy, làm cho nó giảm tương tác địa hình. Trời ơi, trận này mình đi rank gặp Hu Trang. Rén quá à, không dám đụng tới máy luôn á. Để từ từ coi nó đuổi ai đã, chứ không là nó đầu game nó mà đuổi mình chắc mình cũng xỉu cái đùng quá. Đâu rồi? Ủa thấy cha rồi, mình lên cái rồi Vu Trang tới. Mình lên cái nhánh tarot mình chưa đổi. Thôi anh xỉu. Cái gì vậy? Trời tha cho em đi anh ơi. Ném dù để check xem mình có ở bên này không. Anh ơi tha cho em đi anh ơi. Nó biết mình á. Khổ thân. Trời còn mở tủ nữa chứ. Ai rảnh. I remain tear to remain down your... À, thấy rồi. Trời ơi anh ơi. Anh ơi tha cho em đi anh ơi. Sợ ma quá. Trời ai rảnh đứng nó canh vá đâu má. Mù 2.0. Sửa máy đi mấy ông bà già. Ui trời ơi cái hitbox kìa. Nó vung đến thế rồi mà đập gậy vẫn trúng. Rồi xong. Cái gì tới nó cũng sẽ tới. Just close your eyes. Hunter is going down. Cái trận này là mình không có lên nhánh 3 nha. Tại vì là mình nãy mình có đi tarot vui vẻ với bà mù. Nhưng mà cuối cùng là khổ cái á. Ừ, thôi mang bling thì chịu nha. Nhưng mà cũng được 3 máy nha. Chỉ cần một cái hai cái ván, một cái cửa sổ là cai được 3 máy. Nó kiếm mình không là cũng đã nổ hết máy rồi. Bây giờ hai máy kia là hai người sửa, một người đi cứu rất là ngon. Vừa rồi mình có nghe lại cái bài Say and Sound của Taylor Swift. Trời ơi, thật sự cái lúc nào mà ngủ á, nghe những cái album Evermore hay là Flock Lock cái gì Flock Lock cái gì á. Nghe rất là dễ ngủ nhá. Hoặc là cái bài Say and Sound, mấy cái bài buồn buồn. Còn nhạc nào mà kiểu siêu cháy là khỏi ngủ, là cái não nó cũng giật theo ấy. Ví dụ như là muốn đi ngủ mà nghe nhạc Blackpink là chịu rồi. Vô cái tèn là hết ngủ. Thôi phá ván luôn vậy. Gớm xỉu. Anh ơi tha cho em đi anh ơi. Trời ơi. Em có mang đét ha. Trời ơi, nổ máy. Vừa. Trời ơi đứa nào nổ máy vậy. Ủa đi rank á mọi người nổ máy vậy có cảm thấy có lỗi lương tâm không? Trời ơi. Thật là đau lòng. Người ta là cái gì Say and sao. Còn mình là die and die đó. Ôi. Động lực nào để cho mọi người sang đây cứu mắt đỏ vậy.
Ôi ơi, nó bay về phát 1 nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi. Tha cho em đi anh ơi. Má, nó không sợ ván luôn đó mọi người. Cái con Hunter gì vậy? Nhưng mà chắc là mấy bạn kia cũng sẽ thoát thôi. Theo tôi nào, vậy là cổng mở hết rồi đúng không? Ok. Đi thôi. Mau đi thôi. Chứ đừng có mau ở lại là chết dở. Ok, và các bạn đừng chuyển kênh, mình sẽ là thêm một trận đấu nữa. Đi rank cho các bạn cùng xem nha. Nếu như mà đầu game thì Hunter có đuổi thì chắc chắn là mình phải chạy rồi. Nhưng mà với việc mà chơi mù là phải trốn ở giai đoạn đầu game. Chứ đừng có nhây cái đầu ra. Hôm nay mình chơi full cái bộ trang phục này luôn. Hey, phải chi mà bà mù có cái skill gọi là cầm cái cây gậy này gõ đầu Hunter thì ngon. Cái gì máy này khóa vậy? Chụp ảnh. Mù chơi map này cũng hơi bị chiến ha. Trận này gặp Madame nữa chứ. Trời ơi. Nó ra một cái gương là khỏi chạy luôn đó má. Mình thích mù ngày xưa hơn. Ở một cô mù mà có thể nói là điên đâu sáng thì đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn mù này bây giờ sáng trưng, không có màu mè đặc sắc như là những cái nhân vật khác thôi. Nó không có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, không có cảm giác gọi là đi tìm từng cái ván một. Đòi hỏi người chơi phải thuộc map đi kiếm cái ván này mới hay. Trời, nó gương qua em, quý vị ơi. 5 con người tấn công tôi cùng một lúc. Cái bóng đâu trời. Nó đứng đâu mà thả gương hay dữ. Rồi, tôi quên đổi persona nữa rồi. Persona sụp. Vô đầu. Lũng đầu, rớt đầu. Ngày hôm qua sinh, mấy ngày trước sinh nhật của Madame đúng không? Trời ơi, gương người má. Cái hầm ở đây nữa chứ, mình phải cai xa ra. Wow, gương tele sao. Yo. Trời ơi. Trời ơi chị ơi. Thôi chết tôi rồi. Thôi chết tôi rồi quý vị ơi. À, thật là ngu si mà. Đau lòng. Xuống hầm. Tôi đã cố gắng hết sức. Trận này mình đi rank với Abelia ở bên Singapore. Wow. À, Malaysia chứ. Ủa, Singapore. Singapore. Còn một bạn Ma Trinh Trân thì ở bên Malaysia. Ủa, trời ơi, cái gì á? Chơi trò free hit vậy bà nội. Indo, Malay. Thôi con nhánh 6 đi luôn này, chém đi chém đi. Quá mệt mỏi, phải đi qua cái hầm này mới được. Hiện tại thì đang tiết kiệm tiền. Vừa rồi mình tính đổi sang 14 nhưng mà suy nghĩ lại cái 14 bù qua bán lại điện thoại phí quá. 20 triệu để mua một cái điện thoại, bù vô mua một cái điện thoại thì để đó mình có thể là sắm được một cái vé VIP. Nếu mà có cơ hội mua được một cái vé VIP thì có thể được nhìn Taylor trong đời rồi. Cho nên là thôi nghĩ tới nghĩ lui không đổi điện thoại nữa. Đua đòi theo thị trường thì không bao giờ đua được. Cho nên là cái gì đáng mua thì mình nên tiết kiệm hơn. Chứ bạ cái gì cũng theo thời thượng thời đại là mình cũng không bao giờ đủ ngân sách đâu. Tiền còn làm được nhiều việc lắm mọi người. Giả sử như là xây nhà hay đồ ấy, chưa mua cái điện thoại bây giờ. Có điện thoại bây giờ chơi là ngon lắm rồi. Nhiều người muốn còn không được đúng không? Cho nên là chi tiêu nhiều khi cũng phải có một cái gì đó rất là phải dè chừng dè sẻn chứ không có được xài quá. Lâu lâu thì được dư giả 1-2 triệu thì có thể nạp game hay nạp gì vô tung tăng các thứ thôi chứ bảo bù vô 20 triệu để mua một cái điện thoại thì chắc là không đủ tiền quý vị ơi.
Ôi đúng là bạn của tôi mà. Đúng là bạn thân thương từ nước ngoài của tôi. Thấy tôi chết lần cuối là body block. Đát găng tới để body block cho mình á. Thương ghê. Thôi mình xuống luôn đi. Mất công nó gương ra. Giờ sao? Ủa nó nhắc lính thuê luôn kìa. Uổng ghê. Nãy mình tập trung giải mã là ngon rồi. Ủa sách qua đây chi vậy? Tính chém mẹ hả? Đừng quên mẹ có flywheel nha. Trời ơi. Tủi. Đó mọi người thấy không? Cover body block cứu là phải như thế á. Là phải cứu xong là vô body block cho đồng đội. Tại vì lính thuê chưa lên ghế lần nào. Có lẽ là mình sẽ sang kia cho thăm dò cứu thôi. Sang kia mở cổng. Wow, nghe tiếng mở cổng. Blackpink in your area. Skin này đẹp quá à. Ai chê với tôi khen nha. Nhìn nó lạ. Mấy bộ kia nhìn nó cứ bị xến xúa. Nó cứ bị một màu kiểu gì ấy. Nhìn nó mệt nhờ nhợt nhòa lắm. Bộ nào mà ra càng nhiều người chê thì bộ đấy càng có cái khả năng cao là được nhiều người thích. Thiệt, tại vì người ta nhìn quá nhiều rồi. Người ta chê nhiều, chứng tỏ là người ta nhìn quá nhiều. Tôi nghĩ vậy thôi chứ tôi không có biết. Gì á? Ủa thôi, ủa nó xoay gương kìa. Ủa, cái cổng chưa mở á. Ủa xoay gương gì mà dâm dục vậy? Nó không xoay qua bên kia luôn đi. Mà chắc vừa lúc hết gương á. Rồi xong. Kẻ ác thường chết cuối phim mà. Nhưng mà vẫn thắng thôi. Tại vì là bên kia kiểu gì mà trả hiêu cho lính thuê xong. Đúng là kẻ ác thường chết cuối phim. Cai nhiều làm gì cũng chết thôi. Ủa sao hiêu lâu dữ vậy? Ok ok thắng rồi nè. Wow. Vui vẻ vui vẻ. Ok vậy là mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Bye bye.